Kiến quá trời ha. Kiến nói kiến gì vậy anh Tùng? Kiến viện á. Kiến viện ha. Kiến viện, kiến viện nhỏ nhỏ lại đây. Dạ dạ. Quá trời nãy giờ kiến cắn anh. Nó cắn mấy đen đen thấy không? Cắn là nổi đỏ ra rồi. Nó bò bò đó không nè. Dạ dạ, bò không bò. Chiếu à, nó kêu là ta có người ta kêu kiến da cây á, là nó núp trong cái da cây á. Dạ. Kiến da cây gì nào là nó núp trong đây. Mình động nó mới bò ra. Nó vậy đó, trong đây nó nhiều lắm. Tại cái vùng này không có xịt sâu. Cho nên kiến còn trên cái bè thì có cây ăn trái cho nên tập xịt hoài thì nó không có. Còn này không có xịt cho nên là kiến còn nhiều lắm. Có kiến vàng nữa. Giờ bò này tùm lum lên trong con người nhiều lắm. Cắn nổi đỏ luôn. Trong áo này coi. Cầu rồi coi kìa. Nó đeo nó còn nó cắn nó chưa nhả ra đó mà ơi. Nó đeo sát vô vậy nè. Cắn không nhả luôn. Nó có cái kim nhỏ số đít đó, nó chích. Nó chích ha, chứ không phải kẹp. Nó chích nè, đây nè, thấy không? Đó, à đúng rồi, đúng rồi. Đó. Nó chích giống như con ong nha các bạn. Đó, cái dạng nó như con ong vậy đó. Mò sát cả trong dính trong mình mà đó. Nó không có kẹp mình như kiến vàng mà nó chích giống như con ong vậy đó. À, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay là anh Tùng cùng với mấy anh em đồng nghiệp của anh đó đi cưa mấy cái cây ở Mỹ Tho nha các bạn. Hôm nay là sẽ cưa rất là nhiều cây dọc theo cái con đường này nè các bạn, để ở đây người ta mở rộng cái con đường này ra. Hôm nay thì mình thấy có bốn anh cưa nha các bạn. Đa số mấy cây ở đây là mấy cây như là sà cừ Ấn Độ á, ở đây người ta gọi là cây giấy ngựa, rồi cây mù u, rồi có mấy cây me nữa. Đây anh Tùng mình sẽ cưa mấy cái cây nhỏ nhỏ nè các bạn. Đây là cây mù u. Hồi cây này thấy nhỏ xíu mà dây điện nó dướng như dây điện các bạn ơi. Giờ anh Tùng anh leo lên để cưa cây mù nè các bạn. Đúng ra là nếu không có dây điện là chỉ cần đứng ở dưới gốc hạ cái gốc là xong rồi. Dây điện rất là nhiều luôn. Trong đây có dây điện, điện dân dụng và điện thoại nữa. À, cái dây điện rất là lớn các bạn. Cái dây điện lớn đó là điện dân dụng các bạn. Còn mấy cái dây nhỏ nhỏ là dây cáp quang của điện thoại. Cũng khá là dễ dàng. Cây này nó có mấy nhánh à. Mù u. Bên này thì nước khá nhiều. Tiếp tục là anh Đồng mình sẽ cưa mấy cái cây mù u mà chỗ dây điện nha các bạn. Mình không biết là mấy cái đường dây điện là kéo trước hay là sau khi cái cây nó lớn. Mình thấy nó luồn ở trong cái cây các bạn. À, ở bên đây là chú với anh Dũng đang cưa mấy cái đoạn thân mù u các bạn. Cưa thành củi luôn nha các bạn. Cái này là cưa thành củi luôn. Còn mình sẽ mé mấy cái nhánh trên cao trước, mấy cái nhánh mà nó dướng dây điện thôi. Anh đã cưa tương đối là trống ở những cái chỗ mà có dây điện nha các bạn. Mình đang đứng ở trên cái cọng dây điện luôn các bạn. Và ở đây là do mình cưa là dạng mình cưa tư nhân, tức là mình cưa theo cái dạng cá nhân của một cái hộ gia đình, họ nhờ mình thuê, họ thuê mình cưa các bạn. Cho nên là cái đường dây điện này là sẽ không có cúp điện các bạn, vẫn còn điện. Hai cái dây đen lớn đó là vẫn còn điện. Rồi bây giờ anh sẽ leo lên cao hơn để cưa mấy cái phần đọt nha các bạn. Ở phía trên nó cũng còn một cái cọng sợi dây cáp wifi.
chi đó thì nó thấy nó nhỏ vậy nhưng mà nó cũng tương đối là nó khá là chắc, nhưng mà cưa cũng cẩn thận, nhưng mà đứt một cái là rất là khó nói lại nha các bạn. Đứt là chỉ có bên viễn thông họ mới nói được thôi. Bên đây thì chú Ba với anh Dân leo lên cưa hai cây xà cừ Ấn Độ. Hôm nay thì đi tới 4 người lận nha bạn, sẽ có 4 người cưa cùng một lúc. Giờ anh Tùng phải cưa mấy cái nhánh mà dướng vô cái dây đó trước. Hai cái đường dây điện các bạn thấy ngay cái cây luôn. Rồi xong hai cái đọt của hai cây mùa u. Hai cây mùa u này thì nó nhỏ xíu à. Rồi cho nên nó nhỏ quá, nó yếu rồi, đứng lắc lư. Với anh Dũng sẽ mé mấy nhánh mà anh Tùng mới cưa xuống. Do là có 4 người cưa một lúc cho nên là khá là ồn nha các bạn. 4 cái máy cưa chạy một lúc. Đây chú Ba với anh Dân vài cưa tới cái phần thân rồi. Anh Dũng sẽ cưa mấy cái nhánh cây này luôn, sẽ hạ mấy cây này luôn nha mày. Khá là nhẹ nhàng, cây khá là nhỏ. Anh Tùng leo lên cái cây mùa u lớn hơn. Cái cây mùa u thì thường thường là kiến rất là nhiều các bạn. Trên cái thân cây rất là nhiều kiến luôn nè các bạn ơi, mấy con kiến này cắn rất là đau luôn nha các bạn. Hai anh Tùng leo lên tới trên đọt cây mùa u rồi. Mấy cây đó mình nhìn ở phía ngoài á mình không có thấy kiến nhiều, nhưng mà ở trong mấy cái lỗ đó, trong cái thân các bạn, nó làm ổ ở trong đó đó, khi mình động nó sẽ bò ra nó cắn mình. Ở đây thì anh Tùng và mấy anh đồng nghiệp là sẽ cưa những cái cây này làm sao mà để bỏ cái phần lá. Cái phần lá thì có thể bỏ xuống cái mương, nhưng mà những cái đoạn gỗ để làm củi các bạn thì sẽ bỏ trên bờ nha mày. Thì cố gắng bỏ hết trên bờ để anh chủ nhà anh dễ đem vô. Nhánh mùa khá là nhỏ. Nhánh mùa u thì nó gỗ của nó chắc hơn là của cái cây cóc nha mẹ. Cây cóc là những cái nhánh nhỏ nhỏ như vậy là thật sự là không có leo ra được. Đây, cái nhánh này anh Tùng phải vịn lại tại vì nó nằm trên dây điện á. Ở đây anh Văn với anh Dũng đang cưa. Anh mở mấy cái mắt để anh leo lên cây xà cừ Ấn Độ các bạn. Thì đoạn dưới nó không có nhánh nên là mở mắt giống như là cái cách anh Tùng cưa cây cao vua các bạn. Rồi giờ anh leo lên nè, anh sẽ né mấy cái nhánh đó. Rồi bên đây anh Tùng sẽ hạ cái đoạn nhánh lớn. Bốn người cùng cưa một lúc.
Rồi, anh Tùng anh mé gần hết nhánh của cái cây mù u rồi các bạn ơi. Bên đây thì anh Văn đang leo lên để cưa cái phần đọt của cây thật cờ Ấn Độ. Dưới đây thì chú Ba với anh Dũng đang cưa những cái đoạn ra là thành thành củi. Hôm nay 4 người cưa một lúc cho nên rất là ồn ào luôn. Đây còn một cái nhánh đọt cao nhất của cây mù u. Tùng ra đứng dưới cưa luôn. Cái này anh mở miệng phía bên mình mà nó sẽ ngã về phía bên mình nha các bạn. Xong, đã xong hết những cái nhánh của cây mù u rồi. Bây giờ từ từ cưa xuống. Rồi, mấy anh bên đây cũng cưa gần xong cái cây thật cừ rồi. Đây, 4 người cùng cưa một lúc nha các bạn. À, như lúc đầu mình nói đó, những cái phần nhánh thì sẽ bỏ xuống mé mương hoặc là thẳng xuống mương luôn. Còn những cái đoạn thân để làm củi thì sẽ ném lên bờ nha các bạn. Những cái cây này thì nó nhỏ nên thời gian cưa khá là nhanh. Mà 4 người cưa một lúc nữa cho nên là rất là nhanh luôn nha các bạn. Từ nãy giờ là đã cưa được những cái cây từ ở đây ra ngoài cái đường lộ ngoài. Bữa nay là tiếng máy cưa là điếc lỗ tai luôn á. Dạ. Kiến quá trời ha. Kiến đó kiến gì anh Tùng? Kiến viện á. Kiến viện anh. Kiến viện nhỏ nhỏ để lại đây. Dạ dạ. Quá trời nãy giờ kiến cắn anh. Nó cắn mấy đen đen thấy không? Rồi cắn là nổi đỏ rồi. Nó bò đó không nè. Dạ dạ, bò còn bò. Chiếu à, nó kêu là ta có người ta kêu kiến da cây á là nó núp trong cái da cây á. Dạ. Kiến da cây vậy nè là nó núp trong đây nè. Mình động nó mới bò ra. Nó vậy đó, trong đây nó nhiều lắm. Tại cái vùng này không có xịt sâu. Cho nên dùng trên cái bè thì có cây ăn trái cho nên tập xịt hoài thì nó không có. Còn nó không có xịt cho nên là kiến còn nhiều lắm. Có kiến vàng nữa. Giờ bò này tùm lum lên trong người nhiều lắm. Cắn nổi đỏ luôn. Trong áo cầu rồi coi kìa. Đeo nó còn nó cắn nó chưa nhả ra đó mà ơi. Nó đeo sát vô vậy nè. Cắn không nhả luôn. Nó có cái kim nhỏ sợi đít đó, nó chích. Nó chích ha, chứ không phải kẹp. Nó chích nè, đây nè, thấy không? Đó. À đúng rồi, đúng rồi. Nó chích giống như con ong nha các bạn. Cái dạng nó như con ong vậy đó. Mò sát cả trong dính trong mình đó. Nó không có kẹp mình như kiến vàng mà nó chích giống như con ong vậy đó. Ở đằng kia thì chú với mấy anh đang cưa thành củi các bạn. Đặng thì coi như là cơ bản đã xong rồi.